Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Như Ý nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi anh chơi. Dạ rồi, em chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ của em là ở Tân Thánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của em là 0707069939. Không làm mất thời gian của mình, em lên ngay cho mình mã số 1 anh chị, là cây ghép 3 màu cam, lửa đỏ, lửa và hồng gân. Tán ngang của cây này là 75. Chiều cao của cây này là 80. Quỳnh là quỳnh 10, mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 280.000 cho mã số 1 luôn anh chị. 280.000 cho mã 1. Tiếp theo em lên cô chú chị mình mã số 2. Mã số 2 là cái ghép hai màu anh chị, cam lửa và tím lửa. Quá sát cái tàn của anh chị em. Tán ngang của cây này là 93. Chiều cao của cây này là 80. Quỳnh là quỳnh 16, mã số 2 em Zalo của cô chú anh chị mình với cái mức giá là 350.000. Trời rất là dày đúng không chị? 350.000 cho mã số 2. Tiếp theo em lên mình mã số 3. Cây ghép nhiều màu. Cây rất đẹp của anh chị em, phơm tàn gom đặc ha. Vàng thái, trắng phất hồng thái, đỏ lửa, cam lửa, tím lửa. Tán ngang của cây này là 75. Chiều cao của cây này là 1m05. Hoành là hoành 20. Mã số 3 này em Zalo của chú anh chị mình là 420.000. Cho mã số 3, 420.000. Tiếp theo em lên mình mã số 4. Cây ghép hai màu cam lửa và đỏ lửa. Rực rỡ. Tán ngang của cây này là 75. Chiều cao của cây này là 70. Hoành là hoành 10. Mã số 4 này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 280.000 cho mã số 4. 280.000. Tiếp theo em lên mình mã số 5. Cây ghép cam lửa và đỏ lửa. Quá bông luôn. Tán ngang của cây này là 70. Chiều cao của cây này là 70. Hoành là hoành 10. Mã số 5 em Zalo với cô chú anh chị mình cái mức giá là 280.000. 280.000 cho mã số 5. Theo em lên mình mã số 6. Cây nhiều màu quá anh chị em. Tán ngang của cây này là 70. Chiều cao cây này là 83. Hoành là hoành 12. Mã số 6 này em Zalo của cô chú anh chị mình là 320.000. Ở đây có tím bướm, hồng gân. À, tím pháp anh chị, tím pháp, hồng gân, đỏ lửa và cam lửa 4 màu. Mã số 6. Theo em lên mình mã số 7. Ba màu lửa. Tán ngang của cây này là 66. Chiều cao của cây này là 90. Hoành là hoành 11. Mã số 7 này em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá là 300.000. 300.000 cây ghép 3 màu lửa, cam lửa, đỏ lửa và tím lửa. Theo em lên mình mã 8. Tán ngang của cây này là 73. Chiều cao của cây này là 80. Hoành là hoành 11. Mã số 8 Zalo là 320.000. Ở đây em có trắng tiết, cam lửa, đỏ lửa và tím lửa 4 màu. Mã 8. Thêm lên mình mã số 9. Tán ngang của cây này là 81. Chiều cao cây này là 85. Hoành là hoành 12. Mã số 9 em Zalo với cô chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 320.000. Ở đây hiện có hồng gân, cam lửa và đỏ lửa. Tím vàng lửa đúng thái. Không chị? 5 màu. Dạ, vàng thái 5 màu. Thêm lên mình mã số 10. Tán ngang của cây này là 75. Chiều cao của cây này là 97. Tàn rất là tròn. Hoành là hoành 13. Mã số 10 em Zalo là 350.000. Em có hồng gân, thái vàng, đỏ lửa, tím lửa và cam lửa của chú anh chị. 5 màu. Mã 10. 350.000. Tiếp theo em lên mình mã 11. Tán ngang của cây này là 97. Chiều cao của cây này là 1m.
Quỳnh là quỳnh 20, mã 11 như là 400 ngàn. Ở đây thì em có cam lửa, đỏ lửa, hồng gân của anh chị. Vàng thái và vàng thái. cam lửa nữa, 5 màu. 5 màu, mã 11. Thêm lên của chú anh chị mình mã số 12. Thế ngang của cây này là 75, chiều cao của cây này là 92. Hoành là hoành 20, mã 12 em Zalo là 360 ngàn. Ở đây hiện có tím lửa, cam lửa, hồng gân và hồng gân của anh chị. 3 màu, mã 12. Thêm lên mình mã 14, mã 13. Một màu đỏ lửa anh chị em, đang rực rỡ. Thế ngang của cây này là 70, chiều cao cây này là 95. Quỳnh là quỳnh 10, mã 13 em Zalo là 320 ngàn, cây đỏ lửa. Thêm lên mình mã số 14, cây trắng tiết. Cái ngang cây này là 60, chiều cao cây này là 83. Quỳnh là quỳnh 10, mã 14 em Zalo của chú anh chị mình là 300 ngàn, cây trắng tiết. Mã 14. Thêm lên mình mã 15. Hồng gân, tím pháp, cam lửa, đỏ lửa. Tới ngang cây này là 72, chiều cao cây này là 83. Quỳnh là quỳnh 12, mã 15 Zalo của chú anh chị mình là 330 ngàn. Cây 4 màu. 4 màu anh chị. Thêm lên của chú anh chị mình mã số 16. Tím pháp, hồng gân, cam lửa. Tới ngang cây này là 60, chiều cao cây này là 90. Hoành 11, mã 16 em Zalo là 300 ngàn. 300 ngàn cho mã số 16. Thêm lên mình mã 17. Đỏ lửa, tím lửa, cam lửa, hồng gân. Tới ngang cây này là 66, chiều cao là 97. Hoành là hoành 19, mã 17 em Zalo là 360 ngàn. 360 ngàn cho mã số 17. Thêm lên mình mã 18. Cây phơm tàn rất là đẹp quý anh chị. Vàng thái, cam lửa, đỏ lửa, tím lửa, hồng gân, 5 màu. Tới ngang của cây này là 80. Chiều cao cây này là 1m1. Hoành là hoành 18. Mã 18 Zalo của chú anh chị mình là 400 ngàn cho mã số 18. Thêm lên mình mã 19. Hai cây này cặp của anh chị em, form rất là đẹp luôn. Vẫn là 5 màu. Thế ngang cây là 75, chiều cao cây là 1m1. Hoành là hoành 15, mã 19 anh Zalo của chú anh chị là 420 ngàn. 420 ngàn mã 19. Cuối clip em lên cho mình mã 20. Hồng gân, đỏ lửa, vàng thái, cam lửa. Tới ngang cây là 83, chiều cao cây là 1m1. Hoành là hoành 23, mã 20 em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 430 ngàn. Và đây cũng là cây cuối clip thì đó, cảm ơn cô chú chị mình luôn yêu thương và ủng hộ video của em với kênh của anh Thái. Hẹn gặp lại cô chú chị những clip tiếp theo. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em như ý nha.